Trẻ thiếu canxi gây ra bệnh gì? Thiếu canxi nên uống thuốc gì? Đây là thắc mắc của rất nhiều bậc phụ huynh. Thiếu canxi gây ra các bệnh lý còi xương, suy dinh dưỡng, rối loạn thần kinh. Trẻ thiếu canxi nên uống thuốc bổ sung canxi hữu cơ kết hợp với vitamin D3 và MK7. Tầm quan trọng của canxi đối với sự phát triển của trẻ hàm lượng canxi chỉ chiếm 1, 5 đến 2% trọng lượng cơ thể. Tuy nhiên nó lại giữ một vai trò vô cùng quan trọng đối với hoạt động của các cơ quan trong cơ thể. Trong đó, có tới 98 đến 99% canxi tập trung trong xương và răng 1% còn lại tồn tại trong máu và các tế bào. Qua tỷ lệ phân bố canxi trong cơ thể, chúng ta có thể nhận ra rằng nồng độ canxi trong máu không thể phản ánh cơ thể đã được bổ sung đầy đủ canxi hay chưa canxi là nguyên tố quan trọng nhất tham gia vào quá trình cấu tạo khung xương canxi làm tăng mật độ khoáng trong xương giúp xương chắc khỏe và dẻo dai đồng thời canxi còn kích thích xương phát triển dài ra cải thiện chiều cao và tầm vóc cho trẻ đặc biệt là trong những giai đoạn vàng mà chiều cao của trẻ có sự tăng trưởng đột phá canxi còn giữ vai trò quan trọng trong điều hòa hoạt động của các cơ không có sự góp mặt của canxi hiện tượng có cơ sẽ không thể nào xảy ra Chính vì vậy, canxi là khoáng chất không thể thiếu, giúp điều hòa và duy trì hoạt động của các cơ quan, duy trì hoạt động của cơ tim, điều hòa sự đông đặc của máu và các hoạt động chuyển hóa khác diễn ra trong cơ thể. Nồng độ canxi bị rối loạn sẽ gây ra những bệnh lý nguy hiểm, bình thường, một phần canxi sẽ được đào thải ra ngoài cơ thể hàng ngày theo đường tiêu hóa. Một lượng canxi tồn tại trong hệ xương răng cũng bị thoái biến và được đưa ra khỏi cơ thể theo đường niệu. Khi cơ thể ít vận động, lười uống nước, canxi lại bị thải nhiều theo đường tiết niệu sẽ dễ gây nên sỏi đường niệu, sỏi thận. Sỏi bàng quang. Nguyên nhân trẻ thiếu canxi. Tình trạng trẻ thiếu canxi thường bắt nguồn từ hai nhóm nguyên nhân chính. Trẻ thiếu canxi do chế độ dinh dưỡng không cung cấp đủ. Chế độ ăn uống hàng ngày không bổ sung đầy đủ canxi. Hoặc không bổ sung đầy đủ vitamin D khiến cho canxi không được hấp thu. Đây là nguyên nhân chính gây ra tình trạng thiếu hụt canxi ở trẻ em Việt Nam. Bởi trẻ em sinh sống ở nhiều khu vực chưa có điều kiện sử dụng sữa cũng như các sản phẩm từ sữa. Trong khi đây lại là nguồn cung cấp canxi dồi dào cho cơ thể theo thống kê từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Khẩu phần ăn mỗi ngày của người Việt Nam chỉ đáp ứng khoảng 50 đến 60% nhu cầu của cơ thể. Và Việt Nam cũng được xếp vào một trong những quốc gia có tỷ lệ người dân bị thiếu hụt canxi ở mức cao ngoài ra tình trạng thiếu hụt canxi trong khẩu phần ăn còn xuất phát từ một số nguyên nhân như quá trình đun nấu chế biến chưa hợp lý làm giảm nồng độ canxi quá trình nuôi trồng động thực vật sử dụng nhiều loại hóa chất bảo vệ các chất kích thích cũng làm giảm hàm lượng dinh dưỡng vốn có trẻ em béo phì thường ăn nhiều các loại thực phẩm dầu đạm và chất béo ảnh hưởng đến sự hấp thu canxi canxi kết hợp với axit béo bị đào thải ra ngoài theo phân trẻ em sử dụng nhiều loại nước ngọt Đồ uống đóng chai với hàm lượng phốt phô cao gây cản trở quá trình hấp thu canxi. Trẻ thiếu canxi do rối loạn chuyển hóa. Ngoài nguyên nhân xuất phát từ chế độ ăn uống, trẻ còn có thể bị thiếu hụt canxi do quá trình chuyển hóa canxi bị rối loạn do rối loạn nội tiết tố. Lười vận động, trong trường hợp này, có thể chế độ ăn đã cung cấp đầy đủ canxi những cơ thể lại không thể hấp thụ và chuyển hóa. Một số nguyên nhân khác khiến trẻ bị thiếu hụt canxi như trẻ lười vận động, ít được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, khả năng hấp thu canxi kém, môi trường sống bị ô nhiễm, trẻ sử dụng chất kích thích cũng là nguyên nhân cản trở sự hấp thu canxi của trẻ cơ thể. Trẻ thiếu canxi có dấu hiệu gì? Sự thiếu hụt canxi sẽ gây ra một số rối loạn cho cơ thể. Cha mẹ có thể thông qua một số dấu hiệu dưới đây để nhận biết xem con có đang bị thiếu canxi hay không. Trẻ thiếu canxi hay bị chuột rút, nồng độ canxi giảm khiến cho các cơ phản xạ kém, hay bị co rút. Trẻ ngủ chăn chọc, không sâu giấc, thiếu canxi khiến cho các xung động thần kinh hoạt động kém ổn định. Kích thích não bộ khiến trẻ ngủ không ngon, không sâu giấc. Hay bị giật mình khi ngủ, hay quấy đêm. Trẻ mắc các bệnh về xương, khi nồng độ canxi trong máu giảm, cơ thể sẽ có cơ chế huy động canxi từ xương để duy trì hàm lượng canxi huyết ổn định. Đảm bảo hoạt động của các cơ quan trong cơ thể diễn ra bình thường lúc này mật độ khoáng trong xương giảm dễ dẫn đến tình trạng gãy xương giòn xương loãng xương thoái hóa xương khớp men răng kém do canxi bị huy động từ xương và răng vào máu nên sức khỏe răng cũng bị suy giảm răng không còn trắng bóng mà thường ngả sang màu vàng trẻ cũng dễ bị sâu răng hơn móng tay yếu dễ gãy nếu móng tay của trẻ vừa mọc dài ra đã bị gãy dù không tác động lực thì đây cũng có thể là dấu hiệu trẻ đang bị thiếu canxi trẻ hay bị hoa mắt chóng mặt chân tay tê nhức nồng độ canxi trong xương giảm khiến chân tay bị tê nhức mỗi khi vận động quá nhiều đồng thời trẻ cũng hay có biểu hiện đau đầu mệt mỏi chóng mặt hoa mắt trẻ mắc các bệnh về đại tràng các nghiên cứu được tiến hành đã đưa ra kết luận rằng ở những đối tượng không được bổ sung đầy đủ canxi thì nguy cơ bị polyp đại tràng cao hơn hẳn so với những người được cung cấp đủ canxi Trẻ thiếu canxi có thể mắc một số vấn đề về thần kinh, bộ ba canxi, vitamin D, magie tham gia vào quá trình điều hòa xung điện và các dẫn truyền thần kinh trong cơ thể. Do vậy, sự thiếu hụt canxi có thể khiến cho chức năng thần kinh bị suy yếu và gây ra một biểu hiện như co giật, co thắt. Trẻ thiếu canxi làm nặng thêm các triệu chứng tiền kinh nguyệt ở bé gái. Trước khi xuất hiện kinh nguyệt, trẻ thường có các biểu hiện như nổi nhiều mụn, đau lưng, đau mỏi tay chân, tức ngực với trẻ bị thiếu canxi các triệu chứng này thường diễn ra ở mức độ nặng hơn bình thường trẻ thiếu canxi gây ra bệnh gì như vậy canxi đóng một vai trò hết sức quan trọng đối với cơ thể đặc biệt là với trẻ em đang trong giai đoạn phát triển thể chất và trí tuệ trẻ không được bổ sung đầy đủ canxi có thể gây ra một số bệnh lý nguy hiểm như trẻ thiếu canxi gây ra bệnh còi xương canxi là thành phần chính tham gia vào quá trình cấu trúc khung xương đặc biệt là trong những năm tháng đầu đời khung xương của trẻ có sự phát triển mạnh mẽ và vượt trội do đó nếu trẻ không được bổ sung đầy đủ canxi quá trình canxi hóa xương non và các đầu sụn sẽ diễn ra nhanh hơn và sớm hơn bình thường hiện tượng này gây ra hậu quả là bộ xương của bé không thể phát triển đến mức tối đa xương mềm và yếu không được rắn chắc do đó trẻ thường có dấu hiệu thấp còi chiều cao thấp hơn so với bạn bè đồng trang lứa Đôi khi, bệnh còi xương vẫn có thể xảy ra ngay cả khi cơ thể được bổ sung canxi đầy đủ. Nhưng nguyên nhân là do sự thiếu hụt vitamin D, không có vitamin D, chủ yếu là D3, cơ thể không thể hấp thụ được canxi trong lòng ruột. Canxi được bổ sung đầy đủ nhưng lại không được hấp thu để gắn vào xương cũng gây nên tình trạng còi xương. Trẻ thiếu canxi gây ra bệnh suy dinh dưỡng. Trong cơ thể, canxi liên kết với một số enzyme và tham gia vào quá trình phân giải Chuyển hóa thức ăn, do vậy, sự thiếu hụt canxi có thể cản trở quá trình hấp thu dinh dưỡng của cơ thể. Tình trạng này kéo dài sẽ dẫn đến suy dinh dưỡng, suy dinh dưỡng khiến cơ thể bị thiếu hụt các loại vitamin, khoáng chất và dưỡng chất cần thiết để đảm bảo cơ thể hoạt động bình thường, ảnh hưởng đến hoạt động, chức năng của các cơ quan. Nếu không có biện pháp xử lý kịp thời, tình trạng suy dinh dưỡng sẽ gây ra một số vấn đề sức khỏe khác, ví dụ như làm suy giảm sức đề kháng của trẻ, gia tăng nguy cơ nhiễm trạng thể trạng gây yếu, chậm hồi phục sau khi bị nhiễm bệnh. trẻ thiếu canxi gây ra bệnh biến dạng xương. biến dạng xương cũng là dấu hiệu điển hình khi trẻ không được cung cấp đầy đủ canxi. một số biến dạng xương phổ biến ở trẻ em như gù lưng, cong vẹo cột sống, chân vòng kiềng. khung xương được ví như giá đỡ của cơ thể, trong đó các xương chân và cột sống giữ vai trò quan trọng hơn cả, nâng đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể. cấu trúc các xương này thường to và rất vững chắc. Vì thế mà nồng độ canxi phân bố tại đây cũng cao hơn, khi trẻ bị thiếu canxi, đặc biệt là trong giai đoạn khung xương đang phát triển mạnh mẽ. Mật độ khoáng trong xương giảm, xương mềm yếu và xốp, dưới tác động của trọng lực, xương rất dễ bị biến dạng và gây ra các dị tật. Biến dạng xương chủ yếu xảy ra khi trẻ tập đi, mang vác vật nặng hoặc đi, đứng, ngồi sai tư thế trong thời gian dài. Trẻ thiếu canxi gây ra bệnh rối loạn thần kinh Canxi còn đảm nhiệm vai trò quan trọng trong hoạt động dẫn truyền xung động thần kinh. Hệ thần kinh trung ương gồm có não, tủy sống và các dây thần kinh ngoại biên, giữ chức năng điều khiển mọi hoạt động của các cơ quan và tế bào. Canxi giữ vai trò như một chất hóa học dẫn truyền các xung động thần kinh. Thiếu canxi khiến cho hoạt động dẫn truyền bị rối loạn, có thể kích thích hoặc ức chế thần kinh quá mức. Điều này khiến trẻ bị căng thẳng, dễ cáu gắt trí nhớ giảm sút, suy nhược thần kinh. Ngoài ra, sự thiếu hụt canxi có thể gây ra tình trạng co giật hoặc co thắt bất thường của các cơ. Dây thần kinh Trẻ thiếu canxi gây ra bệnh rối loạn nội tiết tố. Quá trình bài tiết một số hormone trong cơ thể có sự tham gia của nguyên tố canxi. Do vậy, sự thiếu hụt canxi có thể gây rối loạn hoạt động nội tiết trong cơ thể. Ảnh hưởng tới quá trình chuyển hóa và điều hòa hoạt động của các cơ quan, trẻ thiếu canxi gây ra bệnh nguyễn xương. Nguyễn xương là một bệnh lý diễn ra khá phổ biến khi trẻ không được bổ sung đầy đủ canxi. Xương mềm đi một cách rõ rệt, rất dễ bị biến dạng. Nguyên nhân gây ra bệnh cũng tương tự như còi xương. Bệnh nhuyễn xương xảy ra khi cơ thể bị thiếu hụt các yếu tố tham gia vào quá trình tạo xương, bao gồm canxi và phốt phô. Đôi khi nguyên nhân gây bệnh lại bắt nguồn từ sự thiếu hụt vitamin D3 hay một số bệnh lý khác như celiac. Rối loạn chức năng gan đận do tác dụng phụ của một số loại thuốc hay trẻ vừa trải qua cuộc phẫu thuật trên hệ tiêu hóa. Bệnh nhuyễn xương hoàn toàn có thể cải thiện khi cơ thể được cung cấp đầy đủ canxi và vitamin D3. Trẻ thiếu canxi gây ra bệnh rối loạn giấc ngủ. Nồng độ canxi giảm khiến xung động thần kinh kém ổn định. Khi vỏ não bị kích thích quá mức, tinh thần hưng phấn khiến trẻ khó chìm vào giấc ngủ. Trẻ thường có biểu hiện trằn trọc, khó ngủ, ngủ không ngon, không sâu giấc, hay giật mình. Với trẻ nhỏ hơn thì hay có tình trạng khóc đêm, các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng canxi gây ra những tác động trực tiếp đến chu kỳ của giấc ngủ. Khi nồng độ canxi ổn định, trẻ sẽ ngủ ngon và sâu giấc. Đồng thời, canxi cũng kích thích não sản xuất ra melatonin là chất gây buồn ngủ thông qua việc sử dụng tryptophan. Trẻ thiếu canxi gây ra bệnh về răng miệng. Ngoài cấu trúc nên khung xương nâng đỡ cơ thể, canxi cũng là thành phần chính cấu tạo nên răng. Khi cơ thể bị thiếu hụt canxi, cơ thể có thể huy động canxi từ răng. Từ đó gây ra các vấn đề trên răng miệng, răng mùn, dễ gãy, dễ sâu răng, men răng kém, viêm nướu. Chân răng yếu, khi trẻ trong độ tuổi thay răng, việc bổ sung thiếu canxi có thể khiến răng mọc lệch. Không đồng đều, ảnh hưởng đến vấn đề thẩm mỹ. Trẻ thiếu canxi khiến hệ miễn dịch suy yếu. Khi tác nhân lạ xâm nhập vào cơ thể và gây bệnh, canxi chính là yếu tố đầu tiên phát hiện ra chúng. Từ đó phát tín hiệu để cơ thể huy động các cơ chế miễn dịch, tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh, dập tắt các mầm mống gây bệnh, do vậy, trẻ thiếu canxi gây ra bệnh lý nhiễm trùng, nhiễm khuẩn, hay ốm vặt, sức đề kháng suy giảm, trẻ thiếu canxi gây ra bệnh viêm loét đường tiêu hóa. Sự thiếu hụt canxi có thể khiến cho dịch vị dạ dày được bài tiết nhiều bất thường. Nồng độ axit dịch vị quá cao sẽ gây tổn thương niêm mạc tiêu hóa. Tạo thành các vết loét, mặc dù đây không phải triệu chứng điển hình do tình trạng thiếu hụt canxi gây ra. Tuy nhiên, cha mẹ cũng nên chú ý bổ sung đầy đủ canxi cho trẻ để ngăn ngừa tình trạng này, tránh gây cản trở hoạt động tiêu hóa và hấp thu mà ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ. Trẻ thiếu canxi gây ra tình trạng co giật cơ. Hoạt động co duỗi của các cơ xảy ra do phản ứng trao đổi ion qua màng tế bào. Phản ứng này có sự tham gia của yếu tố canxi, do vậy, khi trẻ bị thiếu canxi, các phản ứng này có thể bị rối loạn. Hoạt động co giật các cơ diễn ra bất thường, không thể kiểm soát. Trẻ thiếu canxi nên uống thuốc gì? Thiếu canxi gây ra những bệnh lý vô cùng nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển thể chất và trí tuệ. Chính vì vậy, các bậc phụ huynh cần có giải pháp bổ sung đầy đủ canxi ngay cho trẻ. Vậy bổ sung canxi cho trẻ như thế nào cho an toàn và hiệu quả? Trẻ thiếu canxi nên uống thuốc gì? Có nhiều phương pháp bổ sung canxi cho trẻ, bao gồm tăng cường các loại thực phẩm giàu canxi vào thực đơn của trẻ. Hoặc sử dụng thêm các sản phẩm hỗ trợ, trong trường hợp chế độ ăn không đảm bảo đáp ứng đầy đủ canxi theo nhu cầu của cơ thể thì việc bổ sung canxi từ thuốc là tất yếu. Trước khi sử dụng, cha mẹ nên cho con đi khám để xác định mức độ thiếu canxi của cơ thể trẻ tham khảo ý kiến từ các chuyên gia dinh dưỡng để lựa chọn ra sản phẩm phù hợp với nhu cầu và độ tuổi của con sử dụng canxi không đúng cách có thể gây ra các tác dụng phụ như táo bón nóng trong người vôi hóa mạch máu để hạn chế các tác dụng không mong muốn trên mẹ nên lựa chọn canxi có chiết xuất hữu cơ để bổ sung cho bé phần lớn là canxi có nguồn gốc từ các loại thực phẩm như sữa phô mai các loại cá tảo biển Unico kit calcium là sản phẩm bổ sung canxi cho trẻ em có nguồn gốc từ nhật bản với thành phần có chứa canxi chiết xuất từ sữa Unico kit calcium có những ưu điểm canxi có chiết xuất từ sữa nên có cấu trúc tương tự như trẻ nhỏ tương thích với hệ tiêu hóa non nớt của bé mẹ có thể hoàn toàn an tâm khi sử dụng cho con canxi hữu cơ nên có hương vị thơm ngon dễ uống và trẻ thường rất thích không giống như các loại canxi vô cơ thường có vị tanh Nồng, ngái, không thích hợp để sử dụng cho trẻ em, canxi chiết xuất từ sữa giúp cơ thể dễ hấp thu tối đa. Hiệu quả, không gây lắng động, phòng tránh được các tác dụng không mong muốn như gây táo bón. Nóng trong người. Ngoài ra, sản phẩm còn bổ sung cả vitamin D3 và vitamin K2, dưới dạng MK7. Để canxi được bổ sung vào cơ thể và gắn vào xương thì không thể không có sự góp mặt của hai yếu tố này. Cụ thể, vitamin D3, hay còn gọi là vitamin ánh nắng do cơ thể hoàn toàn có thể tự tổng hợp loại vitamin dưới tác động của ánh nắng mặt trời. Khi canxi được đưa tới lòng ruột, vitamin D3 sẽ là cỗ xe để vận chuyển chúng vào máu, khi đã được đưa vào máu. Canxi tiếp tục được di chuyển đến xương răng nhờ vitamin K2MK7. Do vậy, để cơ thể có thể hấp thu canxi hiệu quả, giúp xương phát triển chắc khỏe thì không thể thiếu sự phối hợp của bộ 3 canxi D3MK7. Bên cạnh giải pháp bổ sung canxi từ thuốc, cha mẹ cũng cần kết hợp nhiều giải pháp khác nhau để cung cấp canxi cho bé. Bổ sung thực phẩm giàu canxi vào bữa ăn của trẻ, khuyến khích trẻ tăng cường vận động. Luyện tập thể dục thể thao, cho trẻ tắm nắng mỗi ngày, đi ngủ đúng giờ. Video trên đây đã trả lời thắc mắc của các bậc phụ huynh về vấn đề trẻ thiếu canxi gây ra bệnh gì? Và thiếu canxi nên uống thuốc gì? Cha mẹ có thể tham khảo, từ đó áp dụng các biện pháp bổ sung canxi cho trẻ an toàn hợp lý, hiệu quả, tránh ảnh hưởng tới sự phát triển của con. Nếu như vẫn còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi theo hotline 092 919 7777 để được tư vấn và hỗ trợ một cách nhanh nhất hoặc chat trực tiếp Facebook Thầy Thuốc Lê Minh Tuấn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Tư vấn hướng dẫn thuốc và điều trị bệnh, thầy thuốc Lê Minh Tuấn, tận tâm từ trái tim website lê minh tuấn vn facebook tuấn thầy thuốc subscribe nếu thấy video hữu ích